Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Trong tuần vừa qua thì thực sự là chúng ta đã trải qua một tuần đầy biến động với những cái tin tức kinh tế, với bầu cử tổng thống Trump và Biden khiến cho giá đi rất là mạnh. Có những ngày bạn có thể thấy một cây cột trong giá rất là lớn và điều đó khiến cho những người đi theo đúng xu hướng, đúng xu thế nó sẽ khiến cho cái lệnh đấy lãi rất là nhiều và rất là nhanh. Vậy thì những cái tình huống như thế có thể khiến đến bạn lãi nhiều, nhưng có bạn không biết thì bạn ấy lỗ nhiều bởi vì quản lý vốn không tốt. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình muốn đưa tới các bạn 8 mẹo để quản lý vốn tốt hơn, giúp cho bạn có thể hoàn toàn chủ động giảm được cái số lỗ mà tăng được cái số lãi với cái phương pháp, với những cái mẹo và với những cái tính kỷ luật này. Không chần chừ nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng video thôi. Trên màn hình của mình là cái file PDF về 8 mẹo quản lý vốn. Mình sẽ gửi cho các bạn thông qua cái đường link dưới mô tả video này nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Mẹo đầu tiên, đấy là các bạn cần phải phân tích kỹ trước khi vào lệnh. Nghe thì thực sự là rất là đơn giản. Ai cũng nghĩ là cần phải phân tích thì ai chả biết. Phân tích, rồi là dự đoán, rồi là xem kỹ trước khi vào lệnh. Nhưng có những bạn, bạn ấy không hề biết, bạn ấy chỉ biết là có thể là nó buy, có thể là nó sell. Bạn ấy rất là mơ hồ và không hề có được cái điểm SL, điểm TP là stop loss và take profit rõ ràng. Thậm chí vào đâu các bạn cũng không biết. Các bạn chỉ biết là điểm này có thể là buy, nhưng các bạn chờ để xác nhận rồi là chờ để xem nó như nào đã. Đến khi mà nó tăng 2-3 cây cột to đấy, thậm chí là có thể tăng một cột thôi, một cột to như trong mấy cái hôm vừa rồi ấy. Một cột to và đi được rất là nhiều bip rồi. Lúc đấy các bạn mới đu vào, các bạn lao vào và vào mạnh, vào lỗ to và vào nhanh bởi vì sợ lỡ mất cái điểm đẹp. Nhưng lúc đấy thì đã là quá muộn và nó quay đầu. Vậy thì các bạn cần phải hiểu là bạn cần phải xác định được entry, stop loss và take profit, tức là điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời trước khi bạn vào lệnh. Đây là một cái yếu tố bắt buộc. Tiếp theo, bạn cần dành một khoảng thời gian để kiểm tra tin tức, xem ngày hôm đấy, tuần hôm đấy có khả năng có tin tức gì mạnh không, nó có tác động đến đồng nào. Nếu như bạn thấy là mình không quen chơi tin tức và có thể tin này là tin mạnh, bạn có thể đứng ngoài thị trường, xác định được xu hướng của thị trường và biên độ dao động của giá. Ví dụ như những cái hôm bầu cử tổng thống ấy, thì đương nhiên là giá sẽ đi mạnh bởi vì kinh tế và chính trị nó sẽ liên quan đến nhau, nó sẽ làm cho giá biến động rất là mạnh. Lúc đấy thì bạn xác định được đúng xu hướng, biên độ nó mạnh thì bạn đi theo rất là thích. Khi đã đặt stop loss và take profit thì nên giữ nguyên, mà không phải là nên nữa mà là phải giữ nguyên, không kéo SL để gồng lỗ hoặc bỏ TP để mong ăn lớn. Vì sao lại có cái này? Là bởi vì có rất nhiều bạn khi vào lệnh, lệnh đi ngược một tí thì các bạn không muốn cắt, bởi vì các bạn có nghĩ là nếu mà đi ngược một tí thôi thì khi mà nó quay lại chúng ta sẽ lại dương và chúng ta sẽ lại ăn được lại TP, hoặc là chờ nó lên một tí các bạn cắt sau. Rời SL xa ra để gồng lỗ. Và khi như thế càng rời thì càng gồng, càng rời thì càng gồng. Thậm chí có những bạn cần phải bơm cả tiền vào để các bạn đi gồng, bởi vì một sai lầm đấy là rời SL đi hoặc là bỏ SL đi để các bạn đi gồng lỗ, chờ ngày lãi nhưng không bao giờ tới. Tiếp theo đấy là bỏ TP để mong ăn lớn. Có thể là nó đang đi đúng hướng thật, nhưng các bạn tham thì cũng vừa thôi, ăn ít lại bạn sống đủ lâu để ăn nhiều. Khi các bạn tham quá, các bạn bỏ TP ra để mong ăn được một cú lớn thì nó sẽ có hai trường hợp như sau. Thứ nhất, nó đi rất là xa, đi rất là nhiều và bạn đang có khả năng ăn rất là lớn rồi, nhưng bạn sẽ không thể biết là khi nào bạn nên chốt, bởi vì cái mục tiêu ban đầu của bạn là TP bạn đã bỏ rồi. Vậy thì bây giờ khi nào nên chốt đây, như nào mới là đủ đây? Thứ hai là sau khi bạn bỏ TP đi thì nó đi qua cái TP của bạn một tí và ngay lập tức nó lật ngược, nó về entry, thậm chí là SL luôn. Vậy thì có tiếc không? Thế nên khi đã đặt rồi, các bạn nên giữ nguyên SL và TP. Thứ hai, mẹo thứ hai của chúng ta, đấy là không giao dịch ngược chen. Có rất nhiều bạn, bạn ấy biết là chen là xuống tăng rồi, nhưng các bạn ấy vẫn thấy được những kèo ngắn có thể ăn được là xuống giảm chẳng hạn, thì các bạn ấy vội vã vào kèo. Bởi vì nghĩ như này, kèo dài ấy, thì nó là tăng, chúng ta vào một kèo dài đã,
rồi kéo ngắn thì có thể là trong cái đoạn này nó sẽ giảm. Vậy tại sao chúng ta không ăn cả hai được nhiều hơn mà? Nhưng khi mà đi ngược trend ấy có thể đem lại cho bạn lợi nhuận nhỏ trong ngắn hạn nhưng sẽ đem lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về dài hạn. Nếu như bạn ăn được thì có thể ăn được trong ngắn hạn thôi. Một hai lần đầu bạn có thể ăn được, nhưng những lần sau hoặc về lâu dài rất rất có thể là bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều cái lợi nhuận của bạn với cái việc ăn một phần nhỏ và mất một phần lớn. Thứ hai là bạn cần phải cẩn thận trường hợp giá giật hai đầu cắn SL cả lệnh dài, lệnh mà bạn đang đi đúng chen và lệnh ngắn ngược chen. Khi mà nó giật và nó cắn cả hai đầu như thế thì có phải bạn mất gấp đôi không? Trong khi đáng lẽ bạn chỉ bị mất một lệnh thôi, là cái lệnh dài thôi. Thì bây giờ bạn phải đánh đổi bằng cách là mất gấp đôi, mất hai lệnh. Hay bạn có thể nhìn trên màn hình của mình, bạn giống như là một con cá đang vượt thác vậy. Khi mà ở những cái loài động vật ấy, thì cá vượt thác là để sinh trưởng, là để sinh sôi, đẻ trứng vân vân. Với những con cá thì như thế là đúng. Thác nó giống như một cái dòng xu hướng và nước nó chảy từ trên chảy xuống, đấy là xu hướng. Mà khi bạn biết rồi đấy, đi ra ngoài thì bơi, đương nhiên là bơi thuận theo cái dòng nước nó sẽ dễ, nhưng bơi ngược nó sẽ khó. Bạn sẽ giống như con cá này, giống như con cá trong hình, bơi ngược. Và khi mà bạn bơi ngược như thế thì bạn biết điều gì đang chờ đón bạn hay không? Đấy, ở trên này là những chú gấu và những con gấu của Market này, những con gấu của thị trường đang chờ để vả sấp mặt lờ bạn ở trên cái đầu ngọn thác này. Khi mà bạn vượt được qua cái ngọn thác thì bạn sẽ bị vả sấp mặt. Đấy là lý do vì sao mình bảo là đừng bao giờ bạn đi ngược chen chỉ vì ham một cái lợi nhuận nhỏ, bỏ qua nó đi, làm việc khác đi. Cái thứ ba, khi mà bạn thấy khó phân tích thì hãy đứng ngoài. Đây là một điều rất là khó bởi vì có những bạn bạn ấy thấy rất là ham và thấy rất là bứt rứt, rất là trách móc bản thân bởi vì cả một ngày bạn ngồi không làm gì cả. Bọn mình cũng thế, đôi khi có những lúc cả một ngày, thậm chí là cả một tuần bọn mình cũng không thể vào được lệnh bởi vì nó không có một điểm nào đủ đẹp để mình vào. Khi mà bạn không xác định được xu hướng và khó phân tích thì hãy đứng ngoài. Khi mà xác định được xu hướng những điểm vào không đẹp thì cũng hãy đứng ngoài luôn. Bởi vì sao như thế? Khi bạn đúng xu hướng nhưng điểm vào của bạn nó không được đẹp, giá nó đã đi qua được một đoạn, ví dụ như là TP của bạn, take profit của bạn là 100 bip chẳng hạn, nhưng giá nó đã đi được một cái khoảng tầm 50 60 bip thì liệu bạn có nên vào hay không? Mình nghĩ là không, bởi vì điểm vào của bạn không được đẹp nữa rồi. Bạn đã đi quá cái điểm vào đẹp rồi. Nếu như bây giờ bạn vào thì SL của bạn có thể là xa hoặc cái TP, cái lợi nhuận của bạn nó không đáp ứng được cái điều mà bạn thực sự mong muốn và thậm chí cái tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận nó quá là thấp, bạn không nên vào cái đó. Không cần phải tiếc nuối những cái cơ hội đã qua bởi vì sẽ có cơ hội khác tới nhanh thôi. Có những bạn bạn nhìn thấy những cái điểm này vào đẹp, bạn không vào bởi vì một là bạn sợ, sợ bởi vì những sai lầm trong quá khứ, sợ bởi vì những cái lệnh thua vừa trải qua, hoặc là bạn không biết là thực sự cái này nó có hiệu quả hay không thì bạn chờ rồi thực sự là nó đi đẹp. Nó đi rất đẹp, nó đi rất là xa, rất là nhiều. Đáng lẽ nếu bạn vào thì bạn sẽ ăn được rất là nhiều. Và bạn tiếc cơ hội đấy. Thậm chí có những bạn tiếc và bạn lao vào, chạy theo nó, vào lệnh nhanh để chạy theo. Nhưng bạn không cần phải tiếc những cái cơ hội đấy, bởi vì cơ hội có rất là nhiều. Thị trường khác thì mình không biết, nhưng thị trường này nó có rất là nhiều luôn. Và bạn hãy hiểu cơ hội giống như xe buýt vậy, 10 phút sẽ có một chuyến. Đấy, đây là Senna Pro Trading gửi tới bạn một cái câu như thế này để các bạn có thể nhớ. Cơ hội giống như một chiếc xe buýt vậy, 10 phút sẽ có một chuyến. Mình sẽ để cái link của cái hình ảnh này ở dưới mô tả để bạn nào thích làm hình nền vân vân thì các bạn có thể tải về nhá. Các bạn hãy nhớ lấy cái câu này của mình. Cơ hội giống như xe buýt, 10 phút có một chuyến. Không thiếu xe buýt cho bạn đi đâu. Quan trọng là lúc đấy bạn còn tiền để mà lên xe buýt trả tiền hay không. Xe buýt sẽ đưa bạn đến đúng nơi. Chính vì thế, cơ hội sẽ luôn tới. Đừng có vội. Cái thứ tư, bạn cần phải biết cắt lỗ. Đây là một trong những cái khó bởi vì giống như kiểu là chúng ta cắt đi một cái phần gì đó của bản thân chúng ta vậy. Nhưng mà tỷ lệ rủi ro thua lỗ các bạn không được quá để quá 5% trên một lệnh. Đấy là với những bạn không chịu được rủi ro quá nhiều. Nhưng với những bạn nào ấy mà vốn bạn thấy là vừa đủ có thể mất. Thứ hai là bạn thấy một lệnh mà mình vào 5 hoặc 10% mình chịu được nếu mất
thì ok, đấy là sự lựa chọn của bạn. Nhưng nếu như đối với những bạn bình thường thì các bạn không được để quá 5% trên một lệnh, bởi vì tâm lý của bạn sẽ phải gánh chịu rất là nhiều. Thứ hai, nếu mà lỗ 3 lệnh trên một ngày thì bạn nên nghỉ 2 ngày để xác định lại tâm lý và phương pháp giao dịch. Nó có một cái khoảng thời gian để bạn nghỉ ngơi, bạn xem lại xem là cái tâm lý của bạn vì sao bạn lại thua, có phải thua do tâm lý hay không? Thua do bạn chưa phân tích kỹ hay không? Thứ hai là có phải do phương pháp giao dịch của bạn không ổn hay không? Hai cái đấy nếu mà chuẩn rồi thì ba lệnh đấy là rơi vào cái rủi ro thua lỗ thôi. Các bạn có thể yên tâm hơn. Nhưng nếu chưa phù hợp thì bạn hãy điều chỉnh. Tiếp theo, nếu như bạn lỗ hơn 10% tài khoản thì bạn nên nghỉ một tuần hoặc nửa tháng để xem lại cách quản lý vốn, phương pháp và tâm lý. Ba cái này là ba cái then chốt, ba chân kiềng mà bạn buộc phải có để giữ được cái tài khoản của bạn vững vàng, giữ được cái lợi nhuận của bạn phát triển. Nếu như bạn không có được ba cái này vững thì chắc chắn là bạn sẽ mất hết tiền. Quản lý vốn mà không tốt thì lệnh của bạn có thể lời rất là nhiều lệnh, nhưng mà lỗ một lệnh thôi là cuốn bay hết. Chính vì thế khi mà lỗ hơn 10% tài khoản ấy, có nhiều bạn sẽ muốn là nhanh chóng gỡ lại tiền, hoặc trả thù thị trường, hoặc lao vào với số lot to hơn, số giao dịch to hơn, khối lượng giao dịch to hơn để bạn có thể gỡ lại phần đấy, nhưng cuối cùng là bạn lại mất đi luôn cả cái phần mà bạn cho vào nữa. Nên bạn cần phải có một khoảng thời gian đủ dài để bạn cân bằng lại tâm lý. Hãy nhớ, cắt lỗ không bao giờ sai, chốt lời cũng không bao giờ sai. Hãy kiên định với cái phương pháp của mình, đặt ra cái mức cắt lỗ để bảo toàn vốn, còn tiền là còn cơ hội. Mà cơ hội như mình nói đấy, giống như chuyến xe buýt vậy, 10 phút có một chuyến, không cần phải lo về điều đó. Yếu tố số 5, cái mẹo số 5, đấy là số lot, tức là khối lượng giao dịch phải được xác định từ đầu, chứ không phải là bạn cứ vào bừa. Từ số vốn này, số phần trăm chịu rủi ro, số BIP, SLTP, Stop Loss và Take Profit đấy, để bạn có thể tính ra số lot tối đa. Lot là một khối lượng giao dịch đấy, bạn có thể hiểu là như thế. Số lot tối đa bạn có thể vào lệnh là bao nhiêu? Nếu như bạn không biết cái này là bao nhiêu thì tức là bạn đang quá cái mức rủi ro rồi. Từ số vốn của bạn, số phần trăm chịu rủi ro, số BIP, SL và TP thì bạn có thể lên trang web của bọn mình là cnprotrading.com và vào phần tính số lot. Mình sẽ để link đấy ở dưới cái phần mô tả này. Bạn vào đấy bạn cứ điền số thôi là nó sẽ tự tính ra cho bạn số lot bạn nên vào là bao nhiêu. Từ đó nó sẽ đảm bảo được cái phần trăm lợi nhuận ổn và rủi ro thấp nhất có thể đối với những cái thông số mà bạn nhập vào. Thứ hai là bạn chỉ nên vào lệnh với số lot thấp hơn số lot tối đa, bằng hoặc thấp hơn thôi. Bạn không được vượt quá cái đấy, bởi vì phần trăm bạn chịu rủi ro, ví dụ như là 1% số lot của bạn với tài khoản 500 đô đi, tài khoản 500 đô, số lot của bạn chỉ nên là 0.01 cho một lệnh chẳng hạn. Nhưng mà bạn lại vừa vừa mới thấy là mình thua một lệnh, mình muốn vào được nhiều hơn, gỡ lại phần kia, bạn vào 0.1, tức là lớn hơn gấp 10 lần so với cái số lot mà bạn nên vào. Và khi mà con số đấy nó to như thế ấy, một lệnh của bạn 0.1 nó đi số tiền bạn nhìn vào, lúc mà nó âm ấy, nó sẽ rất là lớn và bạn sẽ rất là sợ. Có thể lúc đấy tâm lý của bạn không được vững nữa và bạn sẽ cắt khi mà nó hơi lỗ. Rồi đến lúc bạn cắt xong lệnh lại đi dương và TP. Như thế nó sẽ rất là tiếc. Nếu mà bạn vào nhầm lot thì bạn phải cắt ngay lập tức, cắt ngay, đừng để lâu. Khi mà bạn vào nhầm lot ấy, có thể sẽ có trường hợp bạn lãi được, có trường hợp lãi được nhiều. Nhưng mà đa phần ấy, nó sẽ rơi vào cái tình huống là bạn bị lỗ và lỗ rất là nhiều. Nên bạn cần phải cắt ngay, bởi vì đấy là một sai lầm. Bạn vào nhầm lot chứ không phải là trong kế hoạch thì bạn cần phải cắt ngay. Điều thứ 6 mà mình muốn gửi tới các bạn đấy là cái mẹo không duy trì quá nhiều lệnh. Tại sao đây là một cái điều quan trọng? Bởi vì nếu như bạn duy trì quá nhiều lệnh ấy, thì cái phần trăm chịu rủi ro cùng một lúc nó cao. Nếu như bạn chịu được rủi ro là 5% và 1% một lệnh thì bạn duy trì 5 lệnh cùng một lúc thôi. Nếu như bạn chịu được 10% thì bạn duy trì 10 lệnh. Nếu bạn chịu chỉ được là 3% thôi thì bạn chỉ vào 3 lệnh một lúc thôi. Không cần lo đâu, cơ hội nó sẽ luôn tới. Nên bạn bỏ qua cơ hội này thì chúng ta còn cơ hội khác. Không nên duy trì lệnh cùng một lúc. Bởi vì bạn tính thì bạn hay tính đến cái trường hợp là nếu mà ăn hết nó sẽ được bao nhiêu.
nhưng bạn không tính đến cái cửa thua là nếu mà thua hết cùng một lúc thì bạn sẽ bị lỗ bao nhiêu. Từ 1.000 đô bạn lỗ 5% nó sẽ sụt một phát, hoặc là lỗ 10% nó sụt một phát mất 100 đô, thì lúc đấy liệu bạn có duy trì được cái tâm lý hay không, đấy là điều bạn cần phải nghĩ. Nên bạn nên đặt ra cái mục tiêu là duy trì bao nhiêu lệnh cùng một lúc và chỉ số lệnh đấy trở xuống mà thôi. Khối lượng giao dịch các lệnh là phải bằng nhau hoặc là nhỏ hơn thôi, không được lớn hơn. Bởi vì khi ở cái mục trước thì chúng ta đã nói là khối lượng giao dịch đã được tính toán sẵn một cái số lot tối đa. Bạn có thể vào bằng hoặc thấp hơn, tùy. Nếu như bạn vào số lot tối đa, ví dụ như là 0.02 là số lot tối đa của bạn và phần trăm chịu rõ ok, thì bạn thấy một lệnh khác, lệnh A bạn vào 0.02, lệnh B bạn thấy là không biết lệnh này có ổn không, nhưng tất cả các tiêu chí đều ổn, tất cả các tiêu chí đều ủng hộ cái lệnh đấy là chuẩn, thì bạn có thể cân nhắc vào lệnh đó nhưng với số lượng nhỏ hơn một nửa, tức là 0.01, để nhỡ có thua thì chúng ta chỉ thua nhỏ hơn nhưng chúng ta vẫn vào đảm bảo tất cả các tiêu chí vào lệnh, nhưng nếu thắng chúng ta vẫn có thể ăn được và không vào nhiều lệnh cùng một cặp tiền. Bởi vì có những bạn bạn ấy vào buy một cặp tiền, ví dụ như EU Euro USD đấy, vào thì bạn vào buy và khi nó xuống âm thì lúc này bạn biết gì không, bạn ấy vào buy thêm một lệnh nữa xuống âm tiếp, đi ngược 20 pip nữa, bạn ấy vào buy một lệnh nữa xuống âm 20 pip nữa, vào buy một lệnh nữa, đấy gọi là giải lệnh. Và khi mà vào như thế thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu như vốn bạn ấy đủ và cặp tiền đấy nó không đi quá xa, nó quay ngược lên thì bạn ấy có thể hồi về vốn hoặc là ăn được thêm một đoạn và có thể là ăn nhiều. Nếu như cái lệnh đầu tiên của bạn bắt đầu gồng, nó qua được cái điểm đấy thì bạn sẽ ăn nhiều. Nhưng trường hợp thứ hai, trường hợp cửa thua là chúng ta sẽ bị thua rất là nhiều lệnh cùng một lúc và bạn sẽ có thể cháy tài khoản. Bởi vì khi đã bắt đầu gồng, chắc chắn là bạn sẽ không đặt SL rồi. Bởi vì nếu mà đặt SL thì đấy không gọi là vào thêm lệnh vào gồng nữa rồi. Nên bình thường nếu mà vào một lệnh, vào một cặp tiền thì thường sẽ là một một cái tâm lý hơn thua, tâm lý không chịu thua và lúc đấy sẽ có thể mất rất là nhiều. Chính vì thế khi mà bạn vào lệnh thì một cặp tiền bạn chỉ nên vào một lệnh thôi, buy hoặc sell thế thôi. Còn nếu như mà bạn muốn là nếu mà cặp này đi đúng hướng, chúng ta thêm một lệnh nữa, thêm một lệnh nữa. Nếu như lệnh này đi đúng hướng, vậy tại sao bạn sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro, ví dụ như là 5% cho một lệnh đấy, thì tại sao bạn không vào 5% luôn ngay từ cái điểm mà bạn vào lần đầu tiên? Như thế nó sẽ có một cái điểm entry tốt nhất có thể, thay vì việc là giá nó đi đúng hướng, tức là đi dương thêm một đoạn rồi bạn mới vào lệnh. Như thế nó sẽ có khả năng là bị lật ngược. Lệnh A thì thắng nhưng mà lệnh B thì lỗ. Bạn duy trì giữa hai cái đấy nó rất là khó và nó sẽ không được tối đa lợi nhuận. Bạn nhìn đấy, khi mà bạn vào nhiều lệnh, giống như kiểu bạn đi tập gym mà bạn gánh tạ vậy. Bạn cho một cái cân tạ lên, đưa lên người và bạn gánh cái đó. Khi mà bạn thoải mái, bạn ok, bạn khỏe mạnh, bạn gánh cái đấy rất là ổn. Nhưng nhỡ như cái cân nặng đấy, cái số lỗ đấy nó quá mức chịu đựng của bạn, nó quá cái khả năng con người của bạn có thể chịu được, thì nó sẽ xảy ra tình huống gì? Đấy, bạn ngã sấp ML luôn. Đây, nó sẽ xảy ra tình huống như thế này. Khi mà bạn không chịu được thì lúc đấy có thể là xương khớp của bạn, cơ thể của bạn, tức là cái đồng vốn của bạn, nó sẽ âm rất là nhiều, để lại một nỗi đau rất là lớn và có thể là bạn sẽ không thể quay trở lại trong một thời gian ngắn được nữa. Cái thứ bảy đấy là giữ cân bằng tâm lý. Mẹo này thì bạn có thể là để tâm trạng thoải mái thì mới giao dịch. Tâm trạng thoải mái tức là tâm trạng của bạn thấy bình yên, thấy thoải mái, bạn không có gì vội vã cả, không có gì thúc giục, không có gì lo lắng cả. Tất cả những cái người mà giục bạn vào lệnh đi hoặc là vào lệnh A, vào lệnh B, buy sell gì đấy đi, vào lô to đi thì bạn đừng có nghe. Bạn cứ bình tĩnh bạn vào thôi, bình tĩnh bạn vào thôi. Thứ hai là không vào lệnh khi mà đang trong trạng thái bất ổn. Bất ổn ở đây không phải là buồn, hưng phấn riêng mà là tất cả những trạng thái dẫn tới tâm lý không cân bằng. Ví dụ có chuyện buồn, vừa chia tay người yêu chẳng hạn, muốn trả thù thì vào thị trường bạn dã lốt thật to. Vừa bị sếp mắng chẳng hạn, bạn vào thị trường bạn muốn giải tỏa cái nỗi niềm đấy bằng cách kiếm thật nhiều tiền, khẳng định thằng sếp vô dụng đấy là chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn nó. Thứ hai là đang quá vui. Ví dụ vừa đi nhậu về,
bạn vừa được một cái điều gì đó, ví dụ như tăng lương, tăng thưởng, tăng chức, rồi là uống rượu bia vân vân, những cái yếu tố này nó sẽ khiến mất cân bằng tâm lý và cái khả năng phán đoán của chúng ta sẽ bị sai. Bạn sẽ bỏ qua những cái yếu tố có thể là rất nhỏ bình thường bạn chú ý đến, nó quyết định là chúng ta thắng hay thua lệnh này, nhưng lần này thì bạn lại bỏ qua. Đây là hình ảnh mà mình thấy khá là hay để mô tả về cái này. Khi mà bạn cân bằng tâm lý, bạn cứ nhớ đến cái hình này là được. Một người đang đi trên một cái dây bắc qua giữa hai tòa nhà cao tầng, và người này cầm một cái cây sào, nó giống như cái đòn bẩy cảm xúc. Khi bạn cân bằng, bạn đi trên dây này thì chúng ta có thể đi từ tòa nhà A sang tòa nhà B một cách an toàn. Nhưng khi mà bạn mất cân bằng một bên thôi, bạn sẽ ngã xuống. Và bạn hãy nghĩ thử mà xem, ngã từ một cái tòa nhà cao tầng xuống thì chỉ còn một nước thôi, đúng không ạ? Bạn cứ nghĩ mà xem, dùng cái hình ảnh này để nhớ lại khi nào mà bạn mất cân bằng tâm lý thì thôi, ở ngoài thị trường đi, làm việc gì đó đi, chơi game. Chơi game chúng ta có thể vào, chúng ta diệt những thằng đối thủ, như thế cân bằng cảm xúc nó cũng sẽ đỡ hơn. Chơi game rồi đi ra ngoài uống nước vân vân, chứ đừng vào lệnh, bởi vì đấy là tiền thật đấy. Yếu tố cuối cùng là yếu tố số 8, biết điểm dừng. Đây có thể là một trong những cái khó để học được. Nếu như bạn đang bị cuốn vào cái vòng xoáy của giao dịch, bạn cứ liên tục nhìn chart, liên tục tìm điểm vào, liên tục chốt lời, liên tục cắt lỗ, liên tục tìm kèo, liên tục tìm nơi bán tín hiệu, rồi là đưa ra hỏi những ý kiến này kia ở trên các group vân vân, liên tục đọc từng tin nhắn của các group bán kèo, những người đang cho tín hiệu, thì bạn đang bị quá là căng thẳng rồi. Nếu mà một ngày nào đó bạn cảm thấy quá mệt để tham gia vào thị trường thì hãy nghỉ ngơi. Đây là lời khuyên cuối cùng của bọn mình dành cho bạn. Hãy nghỉ ngơi đi. Bạn xứng đáng với cái việc đó. Dành thời gian nghỉ ngơi. Rồi sẽ đến lúc bạn đủ giỏi, bạn đủ thoải mái, đủ vững vàng, đủ sức mạnh để bạn quay lại thị trường. Và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn những cái lúc mà bạn đang căng thẳng như thế này. Vừa rồi mình vừa gửi tới các bạn 8 mẹo trong quản lý vốn. Và rất mong rằng video này hữu ích đối với các bạn. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn. Các bạn đã bao giờ mắc những cái lỗi quản lý vốn chưa? Đã bao giờ vì những cái cân bằng tâm lý không ổn vào lệnh mà mất tiền chưa? Vì một trong 8 cái lỗi sai không cân bằng tâm lý, không quản lý vốn này mà bạn mất tiền và rút được kinh nghiệm chưa? Hãy comment xuống cho mọi người biết nhé. Share nó cho bạn bè của bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn. It's running.